Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại cơ sở của Mark Home ở miền Bắc, có địa chỉ tại 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Và ngày hôm nay thì tôi cùng với đội ngũ thanh tra ngày hôm nay thì sẽ đi về tận địa điểm công trình của chủ đầu tư, đúng không ạ? Để khảo sát hiện trạng khu đất, cũng là tư vấn cho gia chủ về công trình xây dựng, và chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan một buổi ký hợp đồng thiết kế với gia chủ, đúng không anh? Và ngày hôm nay thì công việc của chúng ta sẽ như thế nào, và anh có thể giới thiệu sơ qua một chút về quy trình mà ký kết hợp đồng thiết kế với công ty không ạ? Mời quý vị và các bác hiện tại đang xem chương trình thì ngày hôm nay em sẽ có một lịch làm việc buổi sáng là sẽ đi triển khai tham quan hỗ trợ về tư vấn thiết kế cho một chủ đầu tư ở khu vực dưới Gia Bình, Bắc Linh. Và buổi chiều sẽ có một lịch liên quan về đến giám sát công trình tự thi công của chủ nhà, là mua bản vẽ thiết kế của bên công ty. Thì lịch làm việc hôm nay thì cũng sẽ là tất cả những cái phóng sự cũng như là cái video mà bên công ty làm sẽ là quay trực tiếp, không có cắt ghép hay chỉnh sửa gì đó. Nó là một buổi làm việc ngẫu nhiên của bên công ty sẽ gửi đến những cái hình ảnh chân thực nhất cho các bác xem. Thì mời các bác khi mình xuống đến trực tiếp cái vị trí làm việc thì chúng ta vừa xem vừa trao đổi trên đó. Và bây giờ quý vị cùng chúng tôi cùng với anh Thanh của phòng thanh tra thi công thì sẽ đến tận nơi công trình hôm nay nhé. Xin mời quý vị. Mời quý vị. Đó, khổ độ chiều ngang. Anh giữ được mà chú chạy đi. Anh chọn sao? Dạ vâng. Dạ đây. Con vừa trao đổi với cả chú rồi. Chú bảo là mặt tiền được khoảng độ 14 mét. Đúng rồi, đất 14 mét. 14 mét, đo lại cho nó. Ê, theo sổ. Còn chiều sâu thì thoải mái rồi. Vâng, xong đây, xong đây, xong đây. Hết có chưa? Được 13 phân mấy. Phủ vi 14 mét nhỉ? 13 mét 6 chưa ạ? 13 mét 6 tường bên này 65. Là tường 30. 13 mét 65, tường 30, tường 20 đây. Đúng rồi, tường... Chỗ này. Chỗ này là tường 30. Cái, 35 cơ. Đấy. 3 là sao được rồi. Thì nó phải có giờ 14 mét là chuẩn này. Bây giờ nhá, tường 20 phải kéo sang cái này nữa. Từ cái dãy này xuống đây xem bao mét để xem. Đo từ cho cái vách này cho chú xuống đến cái mặt lòng ngoài đường này xem nó được khoảng độ bao mét. Đứng Thanh, đứng sang bên này đi Thanh ơi. Thanh đứng sang bên này mới chạy xuống được. Đứng sang bên này để chạy. Đi vào giữa này. Giữa. Tao cần ở giữa tao. Đất vuông quá nhỉ. Đất vuông. Ấy à. Trừ cái nhà ra, trừ cái lòng nhà ra hả chú? Đây, cái nhà. Vẫn giữ cái nhà cũ. Đây, cái mình đọc đây, mình không cần biết lắm. Đây, bao nhiêu mét? Khoảng 18m3 chú ạ. Đấy, 18m. 18m3. Bạn đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng. Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình. Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mark Home. Mark Home, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, thi công gấp rút, tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ thuật sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mark Home có hệ thống nhà kho, bến bãi, từ nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mark Home vào công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mark Home đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mark Home đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Mark Home. Chú chừa sau này làm rãnh cái sân. Đây con đang lên cho chú cái phác thảo lại cái định hình cho chú ấy rồi. Đây, cái này thì đây mày làm đi, nói đi. Đây thì chú cứ có cái bút đấy xong rồi chú cái này để con định hình lại cái khổ đất xong rồi chú con ở đây hiện tại là cái khổ đất mình đang lấy để làm nó đang dao động khoảng 14 mét. Vị trí khu vực trên này nó đang vẫn còn cái náng này, chú đang không muốn xây quá đây. Còn qua cái nữa cả, con cứ cần. Con cứ để đây vào thôi. Đây đang là trên cái biểu đồ xíu nữa con quay flycam con lấy. Cái biểu đồ đây nó là cái khu vực nhà đang ở này.
Hiện tại khu vực mà đuôi đo đến từ đây đến cái chỗ cái vị trí xây đuôi nhà nó đang là 18,3 này. Đúng không ạ? Còn lại cái khu vực phía sau hiện tại là khu vực đất đồi. Sau đây. Vâng, con đã để ghi rõ này là khu vực đất đồi này. Ghi lại rõ. Vì đất thì mình lại có đang thừa mà. Cái phần này mình không sử dụng mình bỏ qua. Mình chỉ xây trong khuôn viên giữa này thôi. Đấy, thì bây giờ cái ý tưởng chú lên cho con cái ý tưởng trước xong rồi thì con với cả chú thảo luận xem như nào. Cụ thể đây là cái lô đất thì mình ạ. Thế bây giờ này nhá, ý tưởng của chú là làm cái nhà khoảng độ 128 120 130 m2. Vâng. Đấy, mà mặt đường mặt tiền là 8 m. Mặt tiền 8 m. Nằm lệch về một bên. Đây là nhà đồi như thế này. Đây để chú làm cho nó cụ thể đi. Vẽ đây nhá. Đang hiện tại là đang muốn lệch về khu này. Đây không, đây như này nhá. Như này đúng không? Vâng. Thì đây cổng vào đây này. Cổng vào đây này. Rồi. Đúng không? Cổng nhà chú đang vào đây này. Vâng. Thì bây giờ chú xây đây này, đây là 18 mét này, mình đây chú để này 2 mét này. 2 mét mà lên đó nhá. Vâng. 18 mét mấy đây? 18 mét 3. Đến 2 mét. Đến đây là 16 mét này. Còn cái nhà đây là nhà dưới này. Nhà đang ngồi này. Nhà đang đây là 16 mét đúng không? Đến đây là 16 mét. Rồi. Đúng không? Vâng. Nhà cứ vẽ rộng vẽ ra. Những ý của chú đề nghị là xây 8 mét mặt, xây này bên này. Áp sát bên này. Bên này. Rồi. Mấy biết tại sao? Ý đồ của chú là đây này. Đây là cái vị trí cổng cũ này. Đây như này. Đấy, xây như này. Vẽ như này đây. Đây như này. Đây nhà xây khu này này. Rồi. Thấy nhá. Đây là chú để lại chỗ này là khoảng độ 70 phân đến 1 mét. Vâng. Một để 70 phân được. Tại vì nó hiện tại là chú đang làm nhà máy Nhật hay máy Thái? Chú đề nghị là máy Nhật. Máy Nhật thì bắt buộc nó phải văng ra bằng 70 phân không? Thì 70 phân nó văng với hết đất. Đúng rồi, bắt buộc phải văng đấy. Đúng không? Vâng. Thế biết tại sao? Làm 8 mét này thì còn đây mai còn chỗ này này. Đấy nhưng để nhà còn bao nhiêu đấy? Vâng. Ý đồ của chú là chú để vừa ô tô đi. Vâng ạ. Để đây mai chú lên đồi chứ làm chứ cái nhà giữ ở trên như là ông nghe không kìa. Dạ vâng. Anh đất cho ta siết trên đường. Đấy nhá, thì đừng để ô tô đi thì đây mai vào mà khai thác được. Vâng. Thì chú làm cái nhà này. Nên nhà thì chú ở nghỉ còn để con cháu đây mai về nó xây cái nhà trên nữa sau. Vâng. Đấy. Vâng. Là như này. Được chưa? Vâng ạ. Thế như này còn thì vẽ nồi vẽ lõm nào tổng thể chiều dài là 16 mét. Đây, cái nó sẽ có một cái định vị mặt bằng giống như này trong cái khổ đất như này. Hiện tại chiều này chiều 6. Thì bây giờ giả định như bây giờ hiện tại là nếu như mà cái khu vực sảnh chính này hiện tại thì nếu như cái cửa chính sau này chú mở đây. Đúng ạ, con tính chú mở cái sảnh chính đây. Mà ở đây đúng rồi, mà ngoài đấy. Đúng ạ, bởi vì đang xây áp bên này. Đang giáp hàng xóm này. Đang xây áp ngoài này, chuẩn rồi. Okay. Bên này là cái khu vực là làm cái là, làm cái cửa con, sổ. Con cứ định hình lúc này nó đây nó đang là bồn hoa này. Bồn hoa này. Gọi là cái định hình cho chú thôi. Thì cái vị trí hiện tại bên này đối với 8 mét bên này thì chú muốn sử dụng bên này khoảng độ tầm 3 mét rưỡi thôi, 3,5 thôi. Cháu nên trở lên. Còn lại bên này hiện tại đẩy lên khoảng độ 4,5. Tại vì nó là sảnh chính, cửa chính lúc nào phải to hơn. Cái phòng ngủ ta bé. Bình tĩnh. Cái này là mình còn tính cái chiều này của chú chiều rộng 3,5 nhưng cái chiều này chú có thể giật sâu được. Thế hiện tại là tổng bây giờ đang là 3 phòng ngủ này. Cộng với cả một phòng thờ này. Mấy phòng vệ sinh khép kín á? Hai phòng luôn. Hai phòng vệ cộng chứ 3 phòng. Không khép kín mà hai phòng để chung cả khu này luôn. À thế là tổng nó có hai phòng vệ sinh. Một phòng vệ sinh khép kín nhưng mà lại là dùng chung, chúng ta nói là cái mở cái cửa ngách ấy mà. À là một cái phòng vệ sinh đó khép kín nhưng sử dụng chung cho hai phòng. Hai phòng. Đấy là lại để thông nhau. Giả dụ như kiểu có hai cái phòng ngủ ở khu vực đuôi này đi đúng không? Thì sẽ bị bổ một cái ngăn một cái phòng vệ sinh ở giữa này. Chú thì chú nghĩ mà trước đi thằng ngày đưa chú cũng gửi cho chú một nạp cái phong cách của mình rồi đấy. Vâng. Ý của chú để này này. Ý của chú ghi cháu này nhá. Là chú là chú để tất chỗ này một phòng ngủ này. Sau đó mới đến bếp. Sau bếp ăn với phòng khách liền nhau. Cửa chung ra cái sảnh nhá. 2 mét ở chỗ này. Vâng. Khi gió vào đây này nó đổ tất cả đằng sau này. Đấy. Bắt buộc là cái khu thì cái phòng ngủ của cháu chỉ làm đến đây thôi này, ý chú nói thế. À vâng. Đó là cái nó sẽ có một cái lối đi nó sẽ ngăn từ đây đến đây này. Ừ. Đấy, con đang vẽ đang mô phỏng cho chú. Chỉ ngăn mỗi chỗ này thôi, chỗ này không ngăn. Thế đây này, đây là cái này. Bỏ qua cái phần này nhá. Cái phần này đang định hình cho chú là cái mô phỏng thôi. Chứ không phải là nếu như mà theo đúng như ý chú đây nó sẽ làm khổ đất như này. Cái đây là sẽ là cái hai bên là cái lối đi đúng không? Đây là cửa sau này. Không cửa lách này. Đây không xây gì cả. Đây là nó sẽ là cái cửa lách. Đây là chỉ là cái lối đi thôi. Còn lại nếu như phòng thì nó sẽ xây đến đây. Ví dụ như của bổ phòng nó xây đến đây. Bổ phòng nó xây đến đây, đúng không ạ? Đây này, chú định này mày cho mày tính nhá. Đấy. Đây là một phòng ngủ này. Rồi. Đây phòng ngủ hai này. Ngủ nhá. Vâng. Chỗ này như chú vẽ của chú, chỗ này là phòng ngủ này. Là ba này. Vâng. Chú nghĩ đây, chỗ này vệ sinh này.
đây là khu vực này thờ rồi. Đây thờ này. Chắc chắn là thờ. Thờ đấy có thể được một luôn. Thờ một tầng thì mình nhá. À vâng. Thế tất cả đây nhá. Này bây giờ cháu sẽ thống nhất ý tưởng như thế. Cứ tạm thời là như vậy đi. Để cháu chốt lại cái phương án thống nhất với cả chú xong xuôi rồi về trong cái quá trình mà lên bản vẽ chú cháu mình sẽ trao đổi lại khi mà mình làm cái thiết kế. Đấy, trong quá trình đó. Thì tổng lại là sẽ là cái khuôn viên chú là nhà mái Nhật. Mái Nhật là chú đang muốn làm theo hướng tân cổ điển hay là hiện đại? Tân cổ điển thì nó... Tân cổ điển thì nó kiểu như kiểu các cái trụ cột của chú nó có thêm các cái phù điêu. Phù điêu như phòng thổi như vậy. Như vậy là nhạc. Là hiện đại. Làm hiện đại. Làm hiện đại nhá. Ừ, bụi bậm chết nào rửa mà chết làm cái gì. Đại khái này là tổng thể khuôn đất. Vị trí này là vị trí cái đất hiện tại đang còn thừa. Vị trí sau là đất đang còn thừa. Vị trí nhà bên này là bớt ra khoảng độ tầm 70 phân. Đang xây áp bên này, đủ cái mái văng 70 cm. Văng bao nhiêu thì hết bao nhiêu đúng không? Bắt đầu từ đây, bắt đầu nước mình bắt đầu được. Bắt đầu từ trong cái khổ đất lòng này của mình là mình sẽ xây đây, còn cái vấn đề mái hiên sẽ đẩy lên trên này tùy. Đằng sau này hiện tại chú đang muốn để ra sử dụng khoảng 2 m nữa. 2 m là một sân nước hay gì đấy? Sân nước. Cháu đang tính đại khái như vậy. Thì mình sẽ có một cái nhà nó nằm trong khuôn như này. Bên này đang dư 70 phân mà đằng sau nó bớt 2 m mà. Đúng không ạ? Còn bên này hiện tại còn thừa bao nhiêu để làm lối ô tô? Đây nhà nó sẽ chạy như này. Đúng rồi. Nó sẽ có một khu vực sảnh thò sảnh thụt như này. Đây vị trí của mình sẽ là 8 nhân với cả 16 nhá chú nhá. Còn lại đây là vị trí nhà xây. Đây là rõ sẽ ghi rõ đây khu vực này là ra lối vào cả ô tô luôn. Để anh em đó về trong tính toán. Vị trí đường điện này mình hiện tại là đang ăn ở đầu ngõ luôn đúng không? Đầu này. Đầu bên này đúng không? Cột điện này. Sát cột điện luôn. Phải làm nước vào con bể xuống làm thế nào đấy thì bây giờ là có dùng đúng không? Có dùng chứ. Thế làm cả hệ thống chú sau này chú dùng nước dĩ khoan được mà chú dùng nước giếng sạch được rồi. Thì cháu làm cái áp van hệ thống rồi. Cấp nước của chú vào cái khu vực thải bây giờ đang thải ở đâu chú? Thải luôn ra dãy cửa luôn cống thải ở mặt trên nhà luôn trên đồi này cũng phải thải cũng phải chạy cao quá tất cả nước thải vệ sinh đằng sau này hết nhá bằng phần 70 phân ấy. Đây cũng nước sạch luôn. Đây mai cuốc phần 70 phân lên. Lắp ống lát bê tông đổ bê tông trên. Hỏng là được với đò. Dạ vâng. Chú nhóc mình cứ chốt lại phương án như này này, sau khi bọn cháu về nó lên phương án cái mặt bằng xong xuôi rồi. Còn khỏi đi còn lại cháu chán. Đúng rồi. Chốt hết tổng phòng ngủ diện tích phòng ngủ chú chốt ra xong bao nhiêu còn thừa lại đẩy ra phòng khách bởi vì cái công năng nó chỉ như vậy thôi. Còn lại thừa bao nhiêu mình đẩy hết ra phòng khách, còn nếu mà khi mà chốt phương án xong phòng ngủ xong đẩy hết cái diện tích xong xuôi mà thấy phòng khách nó bé quá thì mình phải co lại các cái phòng khác đi. Thì mình đẩy cái diện tích phòng khách ra cho nó rộng hơn. Cháu có đo hướng không? Có chứ chú, hướng mới vắt chạy là cứ chốt xong xuôi phương án thì anh em cháu đo hướng còn về còn làm bắt chạch phong thủy với cả kích thước lô ban của chú chứ. Chú này hiện tại là tuổi của chú là đang không lấy tuổi thằng con không lấy tuổi chú. Anh ấy là sinh năm bao nhiêu chú? Ngày 24/9 dương lịch nhá, về cha ra 24/9. Về cái quan điểm của chú là bây giờ đang muốn hiện tại đang muốn thi công chuyện gói bên cháu hay là đang tự muốn thi công làm bản vẽ? Chú đều muốn là bên mày làm tất thi công. Bây giờ muốn bên cháu làm tất thi công thì có vấn đề gì chú hỏi cháu luôn. Tại vì chú là người trong ngành xây dựng mà. Còn chú cháu mình cứ chốt xong cái phần thiết kế nha chú nhá. Chú cháu mình sẽ triển khai đến cái phần thi công. Đấy thì trước mắt thì xong thiết kế đến phần thi công thì có cái gì cháu cũng sẽ trao đổi luôn. Bởi chú cũng là dân trong nghề, cái gì mình phải minh bạch trong quá trình thi công. Đấy. Hiện tại thì nếu như mà làm thì cháu sẽ trao đổi lại quy trình từ A đến Z cho chú. Đối với đơn vị bên cháu sẽ có hai mảng, một là mảng thiết kế chỉ thi công trên nhà mình chỉ mua bản vẽ thôi, còn lại gia đình như mình cầm bản vẽ nhà mình tự thi công. Đấy, thì bên cháu sẽ về hỗ trợ cho gia đình như mình hai lần về phần giám sát, 2-3 lần đúng không? Đúng rồi, về phần kết cấu là anh em cháu về xem quảng cáo rồi. Cái này là hỗ trợ giám sát chứ không phải là về chỉ tay vào việc cho các bác nhá. Phải rõ lại cho bác là khi mà làm xong cái phần đó rồi anh em cháu sẽ về kiểm tra chú và đưa ra những cái lời khuyên cho chú. Thứ nhất là đã đạt hay không đạt, thì theo cái chỉ số của ngôi nhà thì mình sẽ trao đổi lại phần kết cấu nó có ảnh hưởng hay không ảnh hưởng, cần sửa chữa hay không cần sửa chữa. Xong thôi. Đối với cái công việc của cái phần thứ hai đó là chú nhờ bên cháu làm bản vẽ thiết kế và làm thi công trọn gói luôn. Thì cái trường hợp này thì bên cháu sẽ miễn phí hoàn toàn 100% bản vẽ thiết kế của chú. Nhưng mà khi mà chú đặt bút vào ký hợp đồng thi công bên cháu thì trước cái thời điểm mà khi mà đặt bút ký hợp đồng thi công thì bên cháu sẽ ra cho chú 7 hạng mục về trong cái quyển bản vẽ thiết kế. Hạng mục về mặt bằng, hạng mục về bối cảnh 3D cổng hàng rào, hạng mục về hồ sơ kỹ thuật điện nước, hạng mục về kết cấu, hạng mục về bổ kỹ thuật chi tiết và cuối cùng đó sẽ là cái hạng mục dự toán chi tiết của chú. Khi mà xong hoàn thiện bộ bản vẽ sẽ có một quyển dự toán, chỉ trong cái quyển dự toán này chú cháu mình sẽ phải trao đổi lại cái phần vật tư. Được rồi, chú hiểu rồi. Thế bây giờ cái bộ bản vẽ này này
Phần thiết kế bản vẽ này có làm dự đoán không? Có chứ chú. Có chứ, dự đoán chứ. Vâng. Nó coi như một bộ sơ đồ thầu như thế. Mình sẽ có đầy đủ trong cái quyển đấy. Kể cả chú có mua bản vẽ, chú không mua bản, chú nhờ với cháu thi công. Không thi công vẫn phải đủ cả thiết kế. Đầy đủ hết. Nó là 7 hạng mục trong đó. Rồi rồi. Chẳng qua là đến khi thi công ấy, chú cháu mình gặp nhau nó trực tiếp chỗ nào ấy. Đúng rồi. Chú cháu trao đổi kỹ hơn. Vâng. Cái lúc đó thì cháu có thể phải tính toán trăm đi mà khảo sát giá cả mình đi vùng miền đấy chứ, đúng không? Nhưng mà cái này cháu phải chia sẻ luôn với chú này. Bên cháu sẽ làm, nó sẽ có hai hình thức tender để mà hai hình thức để cho chú lựa chọn. Một là cái tầm tiền giá trị của chú ấy, chú xây ngôi nhà chú gói gọn trong khoảng này, tao có ngần này tiền thôi. Rồi cái nói không thắng rồi, chúng mày bổ cho tao cái mày, phần này chỉ tầm này tiền thôi, quá tao không làm được. Rồi đúng không ạ? Hoặc là chú sẽ có bảo là bổ thoải mái, tiền không thiếu. Muốn làm nào làm, vật tư vật liệu tốt đầy đủ. Cũng như là kiểu là bây giờ chú ra chợ chú mua vải ấy. Hiểu rồi. Đấy. Nhà như phải gỗ ấy. Đúng rồi đấy. Cái này phải chia sẻ lại với chú. Tránh trường hợp là khi mà ra cái quyển dự toán rồi các ông này bóc lên ngay thi công kiểu gì. Mà cũng khi mà bọn cháu bóc thì hàng vật tư vật liệu chúng cháu để thi công vào chúng cháu phải là hàng đảm bảo. Chứ không phải không hàng đảm bảo sau này chúng cháu đi bảo hành cho chú khổ. Khổ bọn cháu rất là khổ cái vấn đề đấy. Nên là vẫn phải trao đổi lại khi mà chốt cái phương án, trước mắt là chốt phương án thiết kế trước. Kế đi. Về mặt thi công ấy. Vâng ạ. Chắc người ta về đấy thôi. Là vì tao thật câu là mẹ tao có quân thi công đưa về tao hầu hạ mẹ trong làm được. Không, cứ phải cái gì cứ phải rõ ràng ngay từ đầu. Nó mẹ nó có giúp mình giúp kiểu khác chứ. Dạ, tao không khiến gì không. Tao là quân ở đây mà người ta nghỉ hưu. Dạ, nghỉ rồi nhưng mà tranh nhau xin. Sao thật với cháu câu này nó chia sẻ nhé. Vâng ạ. Kể cả bản vẽ nó có tao sẵn cho bộ hết rồi. Vâng. Ra cả dự toán này. Vâng. Ta không thích cái cách nó làm theo kiểu thiết kế của mày. Vâng. Vì tao cũng nghiên cứu thêm cái bác Hôm ấy. Vâng ạ. Hôm nào có thằng ở bên Việt theo sang chào tao cũng quần cán ấy. Tao không thích, tao vào tao bảo thích mà thằng thắng tao phải mò tao nơi. Dạ vâng. Tao bảo hai lần đấy. Tao bảo tao thiết tha tao làm ấy chứ không phải là hôm trước ông đội nào cũng phải khảo sát đây này. Vâng ạ. Nhưng hôm nay về đi Thái Bình. Tao phải đợi mãi không thấy, tao bảo này tắc đường không về được. Thế hôm nay cháu xin phép là trước mắt là cháu chốt cái hợp đồng thiết kế trước. Chú đọc cho cháu cái hợp đồng thiết kế đấy, xem có những cái này là hợp đồng thiết kế thật ra là để gọi là pháp lý ràng buộc giữa hai bên trong quá trình lên thiết kế. 9 triệu đúng không? Vâng, chú cọc trước bên cháu 9 triệu. Tất cả 18 triệu thì... Vâng, móng cốc thôi, tại vì đất này mình đất đồi mà. Đất đồi thì tao chả xử lý cái gì. Tất cả là chúng mình thì gạt trong khoảng 3-4 phần là bổ cọc cốc xong đổ một cái dầm răng trên. Vâng. Đổ dầm răng dầm răng hết, dầm răng ra xong một tầng. Có cái gì đâu thì... Cái bể phốt 20 nhá. Cái bể phốt hiện tại bây giờ mình đằng sau còn thừa rất nhiều, chắc chắn đẩy ra sau nhà nhá. Không nào. Bể phốt này. Bể phốt hiện tại là không để trong nhà nữa, mình để hết xung đằng đuôi nhà. Thằng chú đang bớt 2 mét đằng sau này. Đấy, làm thêm cái 3D của hàng rào nữa. 3D hàng rào. Đại khái là xong xuôi công việc về thiết kế rồi. Ừ. Chú cháu mình sẽ ngồi gọi là gì không? Thật ra cũng chả có gì tao cả. Em chép tin lên tao. Em cứ viết cái hợp đồng về thiết kế bên chú là Nguyễn Thanh Bình. Nói chung là thay mặt công ty hôm nay cũng rất là vui về mà làm việc với chú là chú chốt hợp đồng quên công ty cháu luôn. Không phải mà tao về tăng ít đâu, ra chốt không chốt tiền chẳng quan trọng, nhưng mà quan trọng là làm theo chuyên nghiệp. Vâng. Bây giờ chúng mày chưa có hợp đồng thì bảo là chú không tiền đi thì tao. Nhưng mà hôm nay về chú cháu mình làm việc với nhau thì chú có vấn đề gì lăn tăn không ạ? Chỉ không. Ký cho cháu hợp đồng thiết kế. Đây là trong khi 18 triệu gói công trình 128 m². Chú kiểm tra qua tới cái này cháu vừa đưa chú xem qua thì ra hiểu đồng thiết kế nó không có gì cả. Thế bên này mày đã ký đâu? Đây có ký giám đốc. Giám đốc cháu đóng dấu. Đây này. Không, đây. Đây mà cho trang đây mà chú. Đây tổng giám đốc đóng dấu. À đây là thông tin này. Đây là thông tin thôi, còn cái phần ký là phần đằng sau. Ừ, nó phải bài bản chứ phải. Đây đây chú, đây bên cháu đây còn bình hiền chú ký đây. Đây vâng, chú ký cho cháu con một bản, chú giữ lại bởi vì có chữ ký với cả dấu của giám tổng giám đốc rồi chứ ạ. À chú ạ. Chú cũng chụp bản về cơ bản này cho con nhé. Vâng, ông phải ký vào về đưa cho vợ nó mất tiền như mày tưởng. Chú giữ con bản đi, nhỏ giữ con bản. Cái phía thu con để chú một bản cái này.
Trước hết thì cháu xin phép là thay mặt công ty cảm ơn chú vì đã sử dụng dịch vụ cũng như là gọi công ty về thiết kế cho ngôi nhà của mình. Và chú cho cháu hỏi một chút, đó là nhờ nguồn tin nào mà chú biết đến Mark Home và lựa chọn Mark Home để làm thiết kế cho nhà? Trước hết là nếu mà để nên tìm đến Mark Home ấy, trước hết là để đánh giá Mark Home ấy là phải sản phẩm. Mà sản phẩm thì nên do bây giờ thông tin đại chúng nó nhiều lắm, qua mạng, qua bạn bè giới thiệu, qua những công trình đã thi công rồi, tức là vừa thiết kế vừa thi công rồi, thì chính cái đó là cái niềm tin mà khách hàng đến với Mark Home. Dạ vâng, đúng rồi. Và theo cháu được biết là chú cũng đã qua văn phòng công ty này, cũng đã làm việc với rất nhiều, từ các sếp đến nhân viên bên dưới, thì chú cảm thấy là đội ngũ nhân viên công ty thế nào và làm việc và tư vấn chú có nhiệt tình không ạ? Nói chung nhiệt tình, chú đáo, có kiến thức. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Và cháu rất hy vọng là trong khoảng thời gian sắp tới giữa công ty cũng như gia đình nhà mình thì sẽ có những cái sự hợp tác vui vẻ nhất để làm sao mà đưa được cái sản phẩm chất lượng nhất đến với chú. Và biết đâu đấy mà sau này khi mà chúng ta xây dựng xong ngôi nhà của chú xong thì hàng xóm cũng như là bạn bè của chú có thể giới thiệu cho công ty để làm sao mà vừa ủng hộ công ty cũng như là có một mối dây liên kết ở đấy giữa công ty với gia đình. Đúng như thế, trước hết hôm nay là cái buổi đầu tiên là chúng ta đi với nhau một cái khảo sát quy hoạch, thì chúng ta ký một hợp đồng với nhau về gói khảo sát. Và sau đó tiến tới là đập xong dự toán và các cái bước thiết kế bản vẽ thi công, thì hai bên tiến hành tổ chức ký hợp đồng thi công cho gói. Dạ, thì cũng mong rằng là để đạt được việc này thì với mục tiêu người Việt Nam mình ấy, ngon bổ rẻ vừa đẹp sử dụng công năng tốt, dạ, thì đương nhiên khách hàng cũng như ban đầu chú nói ấy, thì sẽ là những người bạn bè chú, hàng xóm chú, quê hương chú sẽ tìm đến các cháu thôi. Dạ vâng, và cháu cảm ơn chú vì đã buổi làm việc ngày hôm nay. Và quý vị và các bạn thân mến, số phát sóng ngày hôm nay thì cũng đã kết thúc tại đây. Và nếu như quý vị nào yêu thích các thiết kế của Mark Home và muốn Mark Home thiết kế này cũng như là thi công trọn gói cho công trình nhà mình thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo con số hotline để được tư vấn và hỗ trợ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tại các số tiếp theo.